Quá trẻ thì không thể hiểu được rằng ước mơ đôi khi không phải là điều nhất định phải thực hiện cho bằng được. Hơn nữa, có thể là điều người ta không có khả năng thực hiện trong suốt cuộc đời mình. Một ngày nào đó, bạn sẽ nhận ra ý nghĩa của ước mơ không phải là ở chỗ nó có phù hợp với khả năng thực tế hay không. Điều quan trọng là nó cho phép bạn sống thêm một cuộc đời nữa với cảm xúc của riêng bạn. Còn chàng thanh niên này, ước mơ của anh ấy thật đơn giản. Xin chào 500 anh em. Thời gian vừa qua thì có một số anh em, rất nhiều anh em tò mò không biết là tôi đi đâu, về đâu, làm công việc gì. Như các bạn thấy, tôi đang điều khiển chiếc xe 2 cam. Nó không có trợ lực, khá là khó lái. Tuy nhiên thì tôi vẫn lái tốt. Rất nhiều anh em thắc mắc bảo không biết là liệu tôi có bị bế như kiểu những anh tài trên mạng vừa rồi bị bế không. Tuy nhiên thì tôi khẳng định với các bạn là tôi vẫn đang lái xe rùa được, vẫn đang ở nhà. Và thời gian gần đây thì tôi cũng ít khi giao lưu với mấy anh giao thông, vì là cũng chẳng có lý do gì để mà đối chạm nhau cả. Tuy nhiên thì quan điểm tôi vẫn rất là rõ ràng. Tôi không kỳ thị bất kỳ một công việc nghề nghiệp nào. Áo vàng, áo xanh, phụ xây, phụ hồ hay là đào đất, xúc cát thì không quan trọng các bạn. Nhưng mà đối với quan điểm tôi thì phải làm đúng, làm chuẩn. Nói thật các bạn là tôi không có nhiều thời gian để mà đi trêu chọc lực lượng chức năng hay là quấy rối gì cả. Thế nhưng mà những cái sự việc nào liên quan đến, ảnh hưởng đến trực tiếp đến cái quyền lợi ích hợp pháp của tôi thì lúc đó tôi sẽ xuất hiện. Thế còn vừa rồi đây, như các bạn thấy có một cái video cũng lâu lâu rồi, cảnh sát giao thông Hà Nội đấy, có lập biên bản tôi. Một số anh em tò mò tưởng là nó đi đâu mất đấy, hay là im luôn, nhưng mà không phải im các bạn. Anh em tự động giải quyết tình cảm với nhau đấy, thì tự trả lại giấy phép. Thì sau đây tôi sẽ cho các bạn xem một đoạn, không các bạn lại nghĩ là tôi phải bỏ tiền ra để mà xin thì nó cũng hơi là mất uy tín của tôi. Thực ra là anh em tự giải quyết với nhau, họ cũng tự trả giấy phép cho tôi, nên là video đấy tôi cũng không có đăng cho anh em xem nhiều. Nhưng mà tôi để rất là lâu rồi, hôm nay tôi lại đăng cho các bạn xem một đoạn về hậu kỳ của cái giấy phép lái xe và cái biên bản đội cảnh sát giao thông số 6 thành phố Hà Nội. Và một người nào đấy anh nó rảnh hơn thì lên đây thì em sẽ lấy hồ sơ ra đấy hướng dẫn anh nộp phạt trên cổng trung tâm thì mình sẽ mang lên line đi anh. Bình ơi, anh vừa phải giấy tờ của anh xem số điện thoại đi. Anh cầm cái anh mới vừa nộp nộp phạt đấy, còn số cộng thì anh chuẩn bị rồi. Cái nó không có hình ảnh hay là cái gì hình ảnh thì đúng rồi, phải xem trên giấy thôi, những cái này thì tôi chứng minh trực tiếp thôi chứ còn. Vâng. Thì bây giờ chứng minh ở đâu? Chứng minh trực tiếp thì ở trên cái quyển cảnh sát giao thông đã chứng minh cho xem rồi đấy. Đâu em đi rõ trong đấy là tôi không đồng ý rồi mà, hình ảnh chưa được chứng minh rồi mà. Hình ảnh rồi. Hình ảnh không chứng minh được lỗi vi phạm đúng không? Em ghi rõ như vậy mà. Hình ảnh không chứng minh được lỗi vi phạm mà vẫn có được quyết định hay. Rồi
Thế hôm đấy bà ấy chưa chứng minh bảo hiểm cho anh à? Không, không có anh. Em ghi rõ trong biên bản đấy, anh nhìn vẫn có chữ mực đỏ nó hoang ấy. Nhưng mà đấy là chưa, chứ có phải là cho xem rồi chứ đúng không? Em chưa. Ghi hẳn vào trong biên bản này mà. Tức là anh ra ghế ngồi đợi tí để làm việc nhé. Vâng, vâng. Vâng. Đây. Dạ. Anh đi vào đây. Anh ngồi. Không, anh ngồi hẳn ở đây cho đỡ vừa học. Đúng đường. Mấy tháng thân nghiệp, giờ em nó vẫn nằm đây. Sao không đi lấy đi? Vay mượn mãi, làm cả năm rồi, cuối năm mới vay mượn, mới đồng đi lấy. Từ lâu lắm, như tôi dậy tháng 6 đúng không? À, tháng 7 giờ. Thất nghiệp cả nửa năm, gần năm rồi. Bây giờ nhá, anh trình bày là hình ảnh chưa chứng minh được là hành vi vi phạm. Đúng không? Đã xem hình ảnh? Chưa xem. Chưa xem á? Đúng. Thế sao lại ghi là hình ảnh chưa chứng minh hành vi vi phạm? Hình ảnh của mấy anh ấy cho xem bằng cái điện thoại, có nghĩa không, có nghĩa là bây giờ anh ghi như này là hình ảnh lực lượng chức năng chứng minh bằng điện thoại chưa đủ căn cứ để chứng minh lỗi vi phạm. Thật ra với anh là cái lỗi này là trực tiếp phát hiện, hình ảnh chỉ là nguồn thôi chứ không phải là như hình ảnh mà phạt nguội đấy. Nhưng mà thôi em vẫn cứ bởi vì em ở trong trường em vẫn cứ làm việc với anh. Vâng, vâng. Đấy, còn nếu mà sếp cho thì được, còn không cho thì thôi, đấy là việc của anh về sau. Anh sẽ khiếu kiện thế nào đấy, việc của anh. Không cho là mất bằng. Ừ, không cho. Không, anh đi lại bị đột phạt rồi lấy lại bằng thôi. Nói chung là... tước giấy phép lái xe nó hết rồi mà. Vâng, thôi thì thực ra là... thôi thì nó cũng lỗi này thì nó cũng mất 4 triệu nha anh. Lỗi không tuân thủ tín hiệu. 5 triệu. À, 5 triệu rồi. À, lên giá 128, 123. 123 là... Thế thì đằng nào, con kiến đi kiện củ khoai nhé, xem nó kiểu gì. Vì là cũng nghe xử lý khoảng độ vài trường hợp như anh rồi. À. Ở chỗ Trần Duy Hưng giao với cả Phất Duy Tiến ấy. À. Thì cũng là một số người cũng ghi là hình ảnh hay là kia, nhưng mà... xong cuối cùng nó vẫn chả giải quyết được gì nữa. Hành vi này là hành vi phát hiện trực tiếp, à. Nói ra tới như thế. Chứ còn không phải hành vi nào cần hình ảnh. Ví dụ như tốc độ là phải có hình ảnh, à. Ví dụ như cồn là phải có phiếu đo nồng độ cồn. Đấy. Thế còn chứng tỏ những lỗi trên đường không đúng bảo hiểm mấy đâu là hình ảnh. Không phải vì là hôm đấy thì em đi em vẫn tuân thủ đèn tín hiệu. Đèn ở xa. Chắc là khả năng lo do lực lượng chức năng là bắt nhầm thôi, chứ còn hôm đấy mình rất là tuân thủ mà. Nó có hai cái đèn, một cái đèn ở gần, một cái đèn ở xa. Thì tất cả mọi người lại rất hay nhìn cái đèn ở xa. Một số người không để ý nhìn cái đèn ở phía xa hơn ấy, còn cái đèn trước mặt mình này là đã dừng tụ dừng lại rồi. Đằng nào cũng Tết nơi, chuyện thất nghiệp tự nghỉ. Năm nay gọi nghỉ Tết sớm rồi, rảnh rỗi. Năm nay cũng chả được gì làm. Ừ, kiện củ khoai cái xem nó tình hình. Đây nhá, vâng. Thì như anh giảng là đây, trình bày là chưa đủ để chứng minh hành vi vi phạm của đèn đỏ. Đây. Cái biên bản này em có được cái nào không? Thế này thì anh muốn cũng được, nhưng mà em sẽ phải viết lại thêm cái nữa. Vì hay, phải... hay photo cho em cái. Ừ, chúc anh photo cho anh. Photo được rồi. Để tôi ngó qua này. Cảm ơn đây. Tất cả những thông tin của anh cho là chính xác. Cái này là ngày hôm nay là ngày... Được rồi, để em xem trong biên bản cho em điền lại rồi. Để đây không quan trọng. Không, cái biên bản làm việc này là của ngày hôm nay hay là của theo... À, căn cứ theo... Thế là em sẽ căn cứ vào theo ấy, vì anh để xa quá.
Cái đúng ngày giải trình của anh có mấy ngày giải trình, trong đấy có một tháng anh có thể đi làm việc. Nhưng mà anh đây là một tháng đấy thì nó sẽ dễ dàng cho anh hơn. Bây giờ em cũng muốn tạo điều kiện cho anh cho nên em sẽ để chống cái ngày ra. Nếu mà sẽ ok thì đấy, nếu mà có thể sẽ không, sẽ có thể là không xử phạt cái hành vi này đối với anh. Sẽ vẫn để chống lại cái ngày này, còn nếu cái ngày của mày thì dán luôn. 6 tháng rồi. Hết thời hiệu luôn. Ừ, nó hết thời quá thời hiệu rồi, anh lên ngay đấy có phải đấy không? Xử lý luôn, mình vay mãi không có tiền nên là thôi. Cứ xếp lên xử lý đã đằng nào cả mất 2 tháng. Thế nhưng mà không có tiền thì mà lên làm gì? Cứ bằng 2 tháng thôi mà, trong vòng 2 tháng đấy anh có thể nộp phạt sau được không ạ? À. Em còn lên xử lý trước thôi mà. Anh ghi vào đây cho em, anh ghi vào đây xem cho em một phát nữa. Là người vi phạm yêu cầu giám định hình ảnh chứng minh lỗi vi phạm. Anh cứ ghi vào cái biên bản đấy cho em. Ừ, tại vì có về sau em làm đơn tiền đơn thì em vẫn làm nội dung như vậy. Ừ, vậy anh đang muốn cái này tại chỗ cho anh thôi. Yeah. Anh viết như thế này thôi, anh gạch đi thì như thế sẽ tốt cho anh hơn. Em nói thật với anh như thế. Thì thực ra anh bảo em đã trước mấy tháng rồi. Anh cứ ghi ở đây cho em là người vi phạm yêu cầu giám định hình ảnh chứng minh lỗi vi phạm. Thiệt cho anh thôi. Không, thực ra thiệt thì anh bảo bây giờ đằng nào cũng hết năm rồi, hết trước rồi. Cái này em làm là em đang rất tạo được cái bản thật luôn. Vì anh không phải được. Cho nên là em sẽ biết như thế này thôi. Thì lúc đấy người ta còn tìm ra cái thứ để cho anh. Nếu mà anh ra đòi giám định hình ảnh thất bản để nó cho anh ấy, nói thật luôn. Đây, không, em không giấu gì anh. Coi như là đánh rơi mất bằng. Em rất tạo được cái anh thôi. Em sẽ làm cái đề xuất. À. Đề xuất như nào? Đề xuất là đề xuất không xử phạt. Nó quay về đúng không? Đấy. Hay là tí nữa anh đi xin ý kiến luôn hả? Để em xin ý kiến thử xem nào đó. Để nó có sớm được không? Chạy từ... Nào? Đấy, bảo vỡ được. Chết chết. Có phải làm tí lại anh? Tí lên đây. À, mình cũng vẫn là người đại diện nhỉ? Tí lên đây đi. À. Đây xin phép anh ngồi đợi chút. Vâng, vâng. Ngồi đây luôn hay là vâng. Cái hồ sơ thì em đưa hết rồi. Nhưng mà hình ảnh của cái quyết định ấy, từ từ đừng gửi cho ai nhá. Nếu không là không xin được đâu. Hình ảnh là cái hình ảnh. Cái hình ảnh mà anh vừa chụp cái quyết định ấy. À vâng. Ừ, khóa đi đừng gửi ra nhé. Em gửi là sáng đã xin được đâu. Chờ lâu không xe anh chụp. Em lên hỏi thế nữa. Tình hình sao này? Cái xếp thì cũng được rồi. Nhưng mà xóa hai hình ảnh đi. Vì là nếu nó kinh doanh rồi thì anh sẽ không phải nộp phạt nữa. Yeah. Bây giờ như thế này. Còn em cầm thì em vẫn cầm đây không ngại gì cả. Vậy bây giờ như này nha. Thì chắc đây không xử phạt anh nha. Được chưa? Được rồi. Đây không ra quyết định xử phạt đấy. Chỉ từ từ đưa em đọc cho nó. Rồi cái này không cần không.